Hello cả nhà, em xin chào tất cả các cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền tổ quốc nhé. Phiên hôm nay ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022, kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Hôm nay thì bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều dòng hàng lan đẹp để chơi hoa xuân, hoa Tết và những dòng hàng nở hoa quanh năm. Và nhà em thì nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại bên em có ghi ở trên tiêu đề, bên em sẽ chốt đơn và gửi hàng. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển ạ. Hôm nay thì bên em có rất là nhiều dòng hàng mới và hôm nay thì em tiếp tục chia sẻ cho mọi người những dòng lan đẹp. Và ngoài ra thì bên ngoài những sản phẩm hoa lan thì không thể thiếu đó chính là những sản phẩm phân bón, phân thuốc dành cho hoa lan. Thì trong quá trình đặt hàng các bác muốn mua thêm những cái linh kiện, phụ kiện nào hoặc là sản phẩm chế phẩm nào cho dòng phân thuốc cho lan thì các bác có thể inbox trực tiếp, gọi điện trực tiếp, bên em sẽ báo giá cho các bác. Và ngoài ra thì bộ sản phẩm máy tưới lan nhà em thì đang bán với giá là 480.000 một bộ sản phẩm máy tưới lan nhé. Máy tưới lan 480.000 một bộ. Sau đây thì em xin đi qua và báo giá từng loại hoa lan ngày hôm nay. Đầu tiên thì em còn một số những cây acco hoa đỏ, dòng này hoa nở quanh năm nhé. Acco đỏ thì em có hai loại, đấy là loại cây đơn, cây rất là to, hàng này hoa nở quanh năm và cánh của nó màu bầu và hoa đỏ đậm rực rỡ, 120.000 cây đơn. Còn thứ hai đó chính là cây mẹ bồng con, đây là cây đơn này, cây mẹ bồng con ạ, đây là mẹ bồng con. Đấy là những cây mẹ bồng con này thì em bán là 160.000 đồng một chậu, cây mẹ bồng con. Tiếp theo đó chính là những chậu bà liễu xưa hàng thuần. Những chậu bà liễu xưa cây to như thế này em bán là 500.000 đồng một chậu nhá. Chậu này chậu phi to, chậu trồng lâu năm. Đó. Cây to và hàng này hoa rất là thơm, bà liễu xưa. Đây ạ, đây là bà liễu xưa hoa thơm này. Đấy em cho mọi người xem, cái này em treo ở phía bên ngoài nó ăn nắng, loại này ăn nắng và hoa nở cực kỳ là thơm. Những chậu bà liễu xưa này 500.000 một chậu. Còn có loại chậu phi 18 thì loại đấy là 220.000. Đây loại chậu phi 18 đây thì nó là chậu chỉ có 2 3 thân thôi. Là bao nhiêu nhỉ? 220.000, đấy là bà liễu xưa. Đây cho lai mặt trời Bangkok ạ, dòng này hoa của nó màu đỏ đậm và rất là rực rỡ nhá. Hàng này hoa nở quanh năm. Hiện tại thì nó đang bung nụ ạ. Hoa nở quanh năm đây đang bung nụ này. Cái này thì là chơi Tết. Còn trong năm thì nó nở lác đác vài lần. Hình này hình số 1 này, một chậu to, cây lá bản lá xếp rất là đẹp, chỉ có 220 thôi ạ. Hình số 2, đai châu lai mặt trời Bangkok 300.000. Chậu này là cây 2 cây, một chậu 2 cây, một cây to, một cây nhỏ, 300. Hình số 3, hai cây rất to đều nhau, bản lá to, 320.000. Hình số 4 cũng 300.000, đai châu lai mặt trời Bangkok. Và hình thứ 5 là hình to nhất, 350.000. Đây là hình to nhất này, cây này bản lá mít này. Chậu đơn thân thôi ạ, đang đẻ một cây con ở dưới. Đó, có 5 chậu đai châu lai mặt trời Bangkok. Hàng rất là đẹp. Tiếp nữa đó chính là những chậu trầm cổ ạ. Mọi người ơi, đến gần cuối năm rồi, gần Tết là những cái dòng trầm như trầm rồng đỏ, trầm cổ là được rất là nhiều người săn đón. Và trầm cổ hôm nay thì giá thành nó cũng rất là vừa tiền. Các bác về chơi hoa sau lại làm giống, một chậu rất là nhiều thân. Em ký hiệu cho các bác thành mã chữ T nhé. Mã chữ T là mã trầm cổ ạ. Trầm cổ những năm trước đó là những dòng thân thủ và 350 một thân, năm đầu đời đó. Bây giờ một chậu như vậy này, ví dụ như chậu T2 này 7 thân có 170.000. Chậu này sở dĩ nó phải 260-270 nhưng mà nó bị chuột nhà em, nó cắn ba cái đầu ngọn này. Đấy, nó cắn ba đầu ngọn. Nên chậu này 7 thân em tính cho mọi người có 170.000 thôi. Những cái thân khác đang đi ngọn rất là đẹp. Hình T4 5 thân 140.000. 5 thân thì có hai cái thân cũng bị chuột cắn đầu ngọn, em bán 140. Này bán lỗ luôn ấy. Nhập còn không được cái giá này luôn. Về các bác vừa chơi hoa làm giống, 5 thân rất là dài đều mập mà nó bị chuột cắn. T6 trầm cổ 6 thân 220.000. Chậu này không bị lỗi tí gì nhá, đang đi ngọn rất là đẹp, 6 thân luôn. Tiếp theo là T1 7 thân trầm cổ, chậu này thân ngắn nhưng mà 7 thân 170.000. Đây ạ, cái này là cái móc nó bị xước vào cái thành lá, nó khô rồi không bị sao. 170.000 7 thân. T9 trầm cổ 13 thân 250. Đây chậu này tận 13 thân này. Bác nào thích lấy giống thì lấy những cái chậu này thì về tha hồ giống. Những cái này về ươm ki ấy, các bác về tách chậu nha các bác nhé. 13 thân thì các bác cứ tách chậu, mỗi chậu 3, 4, 5 thân thì vẫn được 3 chậu đẹp. T8 trầm cổ 6 thân 230.000. Chậu này thì không bị lỗi tí gì luôn, 6 thân dài mập đẹp này, 230. T5 trầm cổ 7 thân 220.000. 7 thân trầm cổ T5 220.
Chợ này bị chuột cắn một thân, nghĩa là 7 thân thì tính 6 thân, 220.000, bụi to nhiều thân. T7 ạ. Chợ này 170.000, chợ này thì sum xuê, không đếm được bao nhiêu thân, 170.000. T3 trầm cổ 8 thân 170.000. 8 thân bị 3 thân chuột cắn đầu ngọn, nên còn 5 thân đi ngọn rất là đẹp. To này tính 170. T10 trầm cổ 10 thân 230. Chỗ này tận 10 thân các bác nhá, đang đi ngọn rất là khỏe. Đây là trầm cổ ạ. Xem bên đây là trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ thì thắt ngọn rồi. Hàng này hàng cũng là dòng chơi hoa Tết, hoa thơm. Trầm rồng đỏ thì em có những ký hiệu như sau, mà mã chữ R nhé các bác nhé. R này là R3, 4 thân trầm rồng đỏ. Ngày trước này 250 một thân này. Giờ này 4 thân có 180.000. Mà thân dài chứ, đang xuống lá các bác nhé. Lá vàng nó đang xuống lá là chuyện bình thường, biểu hiện bình thường. R4 trầm rồng đỏ 4 thân 210.000 đồng. Này 4 thân dài mập đẹp chưa. Dài mập đẹp này có 210. Trầm này đến lúc mà nó xương nụ thì nó đã lắm các bạn. R6 trầm rồng đỏ 5 thân 190. À 4 thân dài, có một cái thân này vừa rồi nó bị gãy, nên là tính 5 thân thì chỉ tính 4 thân 190. R1 6 thân. 6 thân R1 cao tầm 30 đến 40 cm. 180.000 6 thân. R7 trầm rồng đỏ 5 thân 190.000. Này, thân lá rụt gì đẹp chưa? 190 5 thân. R2 6 thân trầm rồng đỏ 210.000 đồng. Lô này cao dài từ giờ đến Tết là các nhà vườn ta xuất dần đều rất là nhiều rồi. Và đến càng đến Tết khi nó đến sưng nụ thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn như thế này nhiều. Và nó sẽ bán theo thân các bác nhé, không bao giờ có giá như này luôn. R9 6 thân trầm rồng đỏ 210.000 đồng. Các bác mua thời điểm này là các bác lợi thế nhất, bởi vì nó chưa phải vào vụ Tết. Nhưng mà nhà vườn người ta xuất những cái lô này là lô rẻ, em khẳng định luôn là những lô là rẻ, là em bảo rẻ. R11 4 thân trầm rồng đỏ, 4 thân dài thế 200.000, tính ra có 50.000 một thân. Tiếp theo là R12 5 thân trồng rồng đỏ, thân lá rụt rịt 210.000 đồng. Đây là những cái chậu trồng rồng đỏ thắt ngọn hết rồi, các bác chỉ về chơi hoa chờ hoa thôi. Và khi đã thắt ngọn thì các bác hạn chế tưới cây là một, thứ hai là chỉ tưới vào gốc nhá, đừng tưới lên trên phần thân để nó kích thích cái mắt nụ nó sưng để mình chơi hoa trong năm nay nhé. Chúc các bác có một cái giò trồng rồng đỏ chơi Tết, trứng Tết đẹp. Trầm nó là cái dòng mà nó ví như là rồng ấy ạ, rồng đỏ là rồng rước lộc vào nhà. Đây ạ, những cái dòng mà đầu năm là những loại này là hoa đem lại rất là nhiều sự may mắn. Tiếp đấy là những cái chậu hoàng phi hạc các bác ạ. Đây hoàng phi hạc này, hàng này những cái chậu hàng thuần sẵn rồi các bác nhé. Các bác mua hoàng phi hạc hàng thuần sẵn này về các bác chỉ việc chơi thôi các bác nhé. Các bác mua cái hàng cân các bác biết không ạ? Nó ra hoa rồi và nó rất là nhiều thân già, các bác không có thể nào chơi hoa được năm nay nó trọn vẹn đâu ạ. Còn những cái chậu này thì yên tâm một điều, đó chính là đã thuần sẵn rồi. Có những thân nó cao đến bằng móc cơ. Chưa bao giờ thu được một cái lô hoàng phi hạc mà nó đẹp mà em thấy là nó rất là ưng ý như thế. Một chậu như vậy em chỉ bán 200.000 thôi các bác nhé. Hàng thuần đến gần 2 năm, cả phân bón rồi các thứ mà chỉ có 200.000 một chậu. Mình lên mua, đã đáng mua ấy ạ. Đây ạ, đây là 5 chậu khách chốt. Ngoài vườn em rỗ rất là nhiều, còn đâu ở hàng cũng xem y hệt như này luôn. Đấy, hoàng phi hạc đấy ạ. Và tiếp đến là thiên nga. Thiên nga thì em thấy cái hoa của nó rất là đẹp nhá mọi người nhá. Để em cho mọi người xem qua cái mặt hoa của thiên nga. Đây ạ, những cái củ thiên nga nhìn nó rất là trơ trụi và nó sơ xác nhưng lại cho ra bông hoa rất là đẹp, mọi người ngắm qua này. Đây là nhiều màu, tuy nhiên thì nhà em thì chỉ có một số màu cơ bản như là màu đen này có này. Đấy, đây là những màu đỏ này có này. Đây là thiên nga xanh này. Đây là đỏ này. Rất là đẹp. Thiên nga nâu này. Đấy, hiện tại thì có 4 màu nha các bác nhá. Còn đây là những cái mặt hoa, đây là đặc biệt cái màu đen của nó là cái ngọc trai đen này, rất là xịn sò. Thì em bán đồng giá một củ như vậy chỉ có 50.000 thôi mọi người ạ. Một củ thiên nga, một chậu thiên nga như này còn 50.000. Bản chất thiên nga nó sẽ phải rụng lá như vậy nó sẽ kích thích ra hoa. Còn đâu là thiên nga chủ yếu sống bằng củ giả hành. 50.000 một củ. Đây là màu nâu. Tiếp theo đó chính là màu xanh, thiên nga xanh. Tiếp theo là thiên nga đen. Chỉ có củ thiên nga đen chỉ có chậu một củ thôi. Còn đây là thiên nga đỏ, tùy từng màu nhá. Cái này đều ghi hết màu sắc cho các bác rồi. Thiên nga bên em bán đồng giá 50.000 một củ và chạy số lượng mua 5 củ, bất kỳ em sẽ miễn ship. Mua 5 củ là gần như là chỉ lãi, công trừ công đóng gói thì hầu như là không có gì mấy. Còn đâu là cái dòng vũ nữ hoàng hậu hoa xanh cây giống này này, em bán 35.000 một cốc này. 10 cốc là bao ship, 350 bao ship. Hoàng hậu xanh giống bán cũng rất là chạy. Đấy, siêu dòng này bán chạy.
Tiếp đến đen đô nắng nhé mọi người nhé, đen đô nắng. Bác nào chơi đen đô nắng thì các bác yên tâm là hàng nhà em thì bảo đảm các bác là chuẩn giống các bác. Hàng nào ghi tên hàng lấy và có chuẩn mặt hoa. Đây ạ, đây là cái lô đen đô nắng mà khách hàng chốt này mọi người này. Đấy, đây là lý do tại sao đen đô nắng nhà em cứ về liên tục. Bởi vì hàng uy tín, các bác mua hàng rất là nhiều năm rồi nên các bác mua về các bác được chơi hoa quanh năm, các bác rất là thích. Đây cái lô hàng này ngày mai đóng hàng cho khách cả một dãy hàng này này. Đó, đây là hàng khách chốt nhá. Còn đây là đen đô nắng, hiện tại nhà em còn những loại như sau. Nhưng yên tâm từ giờ đến cuối thần cũng sẽ về thêm một lô hàng mới. Còn hàng cứ gối nhau liên tục như vậy nên là hàng cứ về là mới đến đâu, không bao giờ có hàng tồn các bác nhá. Hàng tồn bên em sẽ thanh lý sau. Hàng tồn sẽ thanh lý sau, còn đâu là hàng đều hàng đẹp. Riêng đen đô nắng thì hoa của nó bền từ 2 đến 3 tháng, các bác mua chơi quanh năm. Bây giờ là thời điểm rất là thích hợp và thời điểm mọi năm đều là thời điểm mà các bác mua về để kích hoa chơi Tết ạ. Mua 10 chậu bất kỳ là em sẽ miễn ship nhé. Đầu tiên đó chính là vàng tia này, vàng tia em có 2 chậu này. Vàng tia, cây của nó nhiều thân, 70.000 một chậu. Tiếp hai là theo là thỏ xưa. Đây là hồng sọc này. Thỏ xưa 70.000 một chậu. Tùy từng dòng, tùy từng cây nhá, nó có độ to, độ cao, độ nhỏ, thấp khác nhau. Đó, thỏ xưa 70.000. Tiếp theo đó chính là hồng sọc. Chậu hồng sọc thì nhiều thân hơn, 70.000. Đây ạ, hồng sọc 70.000 một chậu, hồng sọc hoa rất là đẹp. Tiếp theo đó chính là cam sọc. Cam sọc, hoa cam lửa và cánh sọc rất là đẹp, chiều cao chỉ tầm một gang thôi. Nhưng hoa cũng rất là đẹp, 70.000 một chậu. Tiếp theo là vàng. Quên. Đây là vàng công chúa, 70.000. Đây là dòng nắng mới nhé, hoa rất là đẹp luôn. Cái loại này chạy hàng ấy, còn 3 chậu, cây tơ mướt đẹp luôn. Nghĩa là hàng còn ít nhưng mà chất lượng nó vẫn như hàng nhiều nhé. Tiếp theo đó chính là nhện đỏ ạ. Nhện đỏ 70.000 đồng một chậu, nhện đỏ. Hoa của nó xoắn đẹp. Thôi, 2 chậu này nó... Ồ, chậu này vận chuyển nó bị chạm một cái thân này. Thôi, nhện đỏ em sẽ bán 50.000. Có 2 chậu này bán 50.000 một chậu đi. Còn đây là kinh hổ mang. Đấy ạ, đang có nụ này, chậu này 70.000 này. Tiếp theo là đồng tiền tím, 70.000 đồng một chậu. Đồng tiền tím. Trắng 5N, trắng 5N thì đang có nụ hoa nhé coi nhé. Trắng 5N đang có nụ hoa, 70.000 đồng một chậu. Banana hoa thơm, đây bụi banana rất là lùm, rất là nhiều thân, 70.000 đồng một chậu, banana. Tím 294 ạ. Cái dòng tím 294 là cái dòng tím mà hoa của nó cực kỳ là đẹp. Tím 294, 70.000 đồng một chậu. Dòng này cây cao, đây, đang xuống lá đấy ạ. Tiếp theo đó chính là cây gì ta? Đây tím 294 này. 4N, nắng 4N, 70.000 đồng một chậu. Nắng 4N nhé. Nắng 4N, 70.000 đồng một chậu. Chắc còn chậu này đang có nụ hoa. Tiếp theo đó chính là Uragwan, hoa cánh bay cực kỳ là đẹp đấy. Đợt này về Uragwan lô trước không có. 70.000 một chậu Uragwan. Thông chai gôn, hoa màu vàng lưỡi đỏ này, 70.000 đồng một chậu này. Còn 3 chậu này, thông chai gôn này. Tiếp theo đó chính là đỏ măng cụt, hoa màu đỏ và lá mít rất là đẹp, cây lùn thôi ạ, 70.000 đồng một chậu. Burana, hoa rất là xiêng, rất là sai, 70.000 một chậu. Burana. Tiếp theo đó chính là vàng chanh. Vàng chanh cũng 70.000 đồng một chậu nhé. Cây rất là cao đẹp. Còn đây là rồng xanh 70.000 một chậu rồng xanh. Mỗi loại nó chỉ lác đác còn một số chậu thôi. Đây là cây khách chốt này. Hoa hồng blue. Hoa hồng blue thì nhà vườn hết giống rồi. Bây giờ còn 2 chậu của lô hôm trước đây. Chậu to đẹp này thì em bán 70. Còn chậu 2 thân thì em bán 50. Thỏ đỏ Kiên Giang. Còn 2 chậu. 2 chậu này nó hơi lỗi một tí. Thôi cái này hàng này em thanh lý đi. Bò vàng còn một chậu này. Bò vàng đã bán 50.000 này. Bò tím còn 2 chậu. Cái cây này nó xuống lá thôi. Ui trời ơi. Cây này xuống lá đang sưng nụ hoa này. Còn cây này đang sưng nụ. Bò tím còn 2 chậu em bán 60.000 đồng một chậu bò tím. Ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ hàng đột biến này. Cây này nó cao chưa đến một gang tay, 70.000 đồng một chậu. Bình thường ba vàng ba đỏ là 100. Tuy nhiên là lô này nó bé. Giống này giờ nhà vườn mấy cây giống lại nên là nó bé nên người ta đã xuất rồi. Nhiều người hỏi quá nên em cũng đành lấy và tính 70.000 thôi ạ. Vua mèo 80.000 à 70.000 một chậu. Đây vua mèo. Zaza mini 60.000.
Đây, tất cả những dòng dendro vừa rồi em đã... Ôi chết rồi, rơi cái... Rơi phát gãy luôn cái ngọn dendro rồi, phí phạm quá. Sơ hở một phát là hỏng luôn. Tất cả những dòng dendro này em bán là... Mua 10 chậu bất kỳ em được miễn ship nhé. À đây em quên mất là còn hai loại nữa. Pen số đã xưa này, loại này là 80.000 một chậu này, pen là phải 80. Nắng 114 hoa tím rất là đẹp, 70.000. Robert hoa thơm còn hai chậu đẹp này. Robert hoa thơm 70.000 đồng một chậu Robert hoa thơm. Người đẹp châu Phi 70.000. Còn đây là cái cây gì nhỉ? Doraemon bán 50.000, Doraemon còn vài chậu 50.000. Tiếp theo trong em có một chậu đai châu này, đai châu cam lửa này. Bán 170 một cặp. Cam lửa đai châu cam lửa này 200 giờ bán 170 này. Đai châu hồng cánh sen là 290.000, chậu gỗ này. Tiếp theo đến cát nhá. Cát này là cát cam chùm. Cát em bao ship từ 3 chậu bất kỳ trở lên, cát cam chùm này em bán 130 một chậu. Đây là cát trắng lưỡi tím, size to. Bụi nhiều thân. Loại này hoa chùm nhá, hai lá hoa chùm. 150 một chậu cát trắng lưỡi tím. Đây cát trắng tím nhà em thì ngoài đây còn vài chậu. Cát trắng lưỡi tím. Đây ạ, cát trắng lưỡi tím này em bán 150 này. Bụi nhiều thân lắm. Tiếp theo là cát vàng tuyền này. 130.000, cát một lá bông to. Có cát kim cương xanh. Đây cát kim cương xanh đây, cũng 130 một bụi. Kim cương xanh đây, 130 một bụi. Hồi xưa toàn 150 giờ bán 130 đấy ạ. Và cát đây là xanh rồi này. Đây là cát hồng cánh sen. Hồng cánh sen bụi cũng nhiều thân, cũng bán 130. Cát hồng cánh sen 150 giờ sale 130. Những cái dòng cát mua 3 chậu bất kỳ là em sẽ miễn ship nha các bác nhá. Đấy là cát ạ. Không còn loại nào nữa không? Đây đang giảm giá thanh lý vườn, ngoài vườn để dọn chỗ này. Tại vì đợt này em dọn lại, sắp xếp lại vườn vừa rồi. Bên cạnh họ xây nhà, thành ra là nó hơi bị chật hẹp. Kiều vàng, những chậu kiều vàng này giá cũ 280, giờ em sale cho mọi người 200.000. Đây, đang lên mầm rất là nhiều, 200.000 một chậu này. Kiều vàng hàng rừng thuần nhá, bởi vì hàng rừng nên có cả thân già nữa. Em có cái loại đai châu cam vàng này 130 một cây này, 250 một cặp này. Tiếp theo đai châu đỏ này, thân đỏ này 150 một cây, cây to. Có cả đai châu cam đỏ ở phía đằng trước nhá. Đằng trước cam đỏ. Đây đai châu khủng này rất là nhiều cặp lá. Và thứ hai là nó nhiều nụ. Cái này treo hơi cao. Em cho mọi người xem nụ thì phê luôn. Có loại thì em bán là 390.000 một chậu. Loại to. Đây hồng cánh sen ngoài vườn cũng còn mấy cây này. Hồng cánh sen đẹp là 290.000 một cây. Đây là kiều lộc bắc 150. Kiều lộc bắc hoa trắng. Cái này là hàng thân tơ 100%. Cái này là 150 một chậu. Kiếm đỏ đang giảm giá có 130 một chậu này. Kiếm đỏ cực kỳ là nhiều thân luôn. Một bụi kiếm đỏ siêu nhiều thân như này có 130 thôi mọi người nhé. Ở đây bờ rát vàng này. Giảm giá cái bờ rát vàng này 100.000 một chậu này. Bờ rát vàng là 150 này. Giờ siêu 100.000. Không phải là hàng xấu đâu, nhưng mà hàng rất là nhiều thân. Chẳng qua là em dọn vườn em thanh lý cho nó bớt đi ạ. Đây có cái chậu kiếm. Này là kiếm vị hoàng. Để không có ánh nắng nó dài lá. Chứ ban đầu lá nó rất là ngắn. 80.000. Chậu này là chậu ngày xưa bán 230 đây. Giờ bán 80. Cái này là cái kim điệp xuân 130.000. Trên kia là có kim điệp mắt đỏ nhá. Kim điệp mắt đỏ là cái hàng đột biến này. Nó không nhiều thân đường kim điệp xuân nhưng mà dòng này hoa cực kỳ là đẹp. Các shop đang bán 220 một chậu ấy ạ. Em bán đang giảm giá 130.000. Còn đâu đó tầm gần chục chậu là dọn chỗ này. Mấy khi được dọn vườn các bác tranh thủ mua nhá. Còn đây là cái Hawaii tím hàng chậu này. Thân rất là dài rồi nhá. Chẳng qua là đợt này là người ta xây ở phía trên các bác thấy không? Vữa bắn hết rồi, bây giờ em phải làm lại cái mái. Nên thành ra là dọn chỗ này là tính cho mọi người 130 một chậu. Hawaii tím nhá, 130 một chậu thôi ạ. Rất là nhiều, đợt vừa rồi nhập nhiều quá. Tiếp theo đó chính là đen rỗ mắt đen, hàng chậu xay nhựa này. 380.000 giá Tết năm ngoái nhá.
À quên, vừa rồi ạ, qua Tết họ bán cái suất lô là 380 tờ MC và mọi người 290 thôi. Còn Dero Úc cái loại chậu nhựa này thì 200 nghìn. Đây bên đây họ đang xây vừa mới sửa xong. Đây, tung tóe rồi. Đấy, vườn dọn vườn đấy. Các bác nào ủng hộ em thì đợt tới là cho nó gọn gàng rồi nhập. Đấy, kiếm này, bụi siêu to có 130 thôi. Kiếm đỏ này 180 rồi 130 này. Tiếp theo đó chính là kiếm giống này bán 20.000. Cái này nó có nhiều loại lắm, nhiều mã lắm, nó rơi tầm gần 20 mã nhưng mà lâu lắm rồi để rồi cũng không biết là nó còn bị lẫn lộn hay không. 20.000 một chậu kiếm thôi. Bác nào mà lấy sao nào? Lấy 10 chậu em bao ship các bác nhé, 200.000 được bao ship. Ngày xưa là 35.000 một chậu ấy, riêng kiếm này lãi vài nghìn thôi nhưng giờ thanh lý là bán lỗ rồi. Các bác lưu ý nhá, để kiếm giống nhiều loại. Cái này là nhiều loại, nhiều 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 loại lắm. Nó hơn 10 mã cơ. Nhưng mà giờ lâu lắm rồi không đánh mã số thì không biết là nó bị mờ đi không ấy. 200.000 bao ship 10 chậu. Đây phía trên này đen rô xuân mới về, cái lô hàng đen rô xuân này rất là đẹp này, nhiều thân lắm. 190 một chậu thôi ạ. 190 một chậu đen rô xuân cực kỳ là nhiều thân. Em treo trên cao cho em mang thấp xuống các bác nhìn thân tơ mầm lên rất là tu tủa luôn. Đây là hàng Tenro Xuân trồng thuần tại Việt Nam. Về chỉ việc treo và chơi thôi ạ. Đai châu rừng móc trụ nhá, cây to này, hàng đẹp. Nó chỉ lỗi lá một tí xíu thôi, em bán 250.000 một cân. 250 một cân. Năm cánh trắng HO, hàng chậu rất là dài. HO này, thân dài miên man. 180.000 đồng một chậu. Lan Thịnh Vượng Phát Tài một chậu 3 cây. Dồi ôi, chưa bao giờ cái Thịnh Vượng Phát Tài cây khủng như này. Còn 3 chậu thôi, hôm qua có khách lấy hẳn 3 chậu về trồng cho nó thích. Chậu to lắm. Chậu 3 thân như này. 170.000 một chậu. Đây, tiếp theo đây là cái gì ta? Phú Thọ à? Phú Thọ này. Phú Thọ đợt vừa rồi em bán 50.000 một ký đúng không nhỉ? Giờ bán 70.000, 2 kg 35.000 một kg. 70.000 một chậu. 2 kg 70.000. Còn chậu 3 kg này bán 100.000. Năm cánh trắng Phú Thọ nhá. Còn ít. Chưa bao giờ cái giá hàng lại rẻ thế. Đây Phú Thọ đây. Mèo. Hồng Mỹ Nhân đây, Hồng Mỹ Nhân đây, cái thời điểm Hồng Mỹ Nhân đắt nhất này không biết là bao tiền các bác biết không ạ? Trời ơi, giờ bán 1 kg Hồng Mỹ Nhân này bao nhiêu ta? 80.000 một cây hồng mỹ nhân. Cái rổ bờ rát này nó bị rụng thân nhiều quá. Đợt vừa rồi nó thiếu nắng, cái chỗ bên kia họ làm nhà nên nó thiếu ánh nắng nhiều quá. Bác nào lấy hết chỗ này em tính 50.000 cho giống bờ rát này. Bờ rát này chỗ này nó có cả bờ rát trắng, bờ rát vàng, nữ hoàng, ngôi sao. Cái này là bóc hết chậu ra nhá, 50.000 chỗ này. Bác nào làm giống này. Em có những cái chậu kiều đột biến. Đây kiểu đột biến hôm trước là bán 290 này, giờ đang sale các bác còn 5 chậu nhá các bác nhá. Hàng đẹp không phải hàng xấu đó, hàng xấu em sale đâu mà là hàng đẹp em sale. Đây là dòng kiểu đột biến trắng vừa rồi đặt giải thưởng Hoa Lan ở Hà Nội đó. 250 một chậu thôi. 280 giờ bán 250. 280 290 gì đó. Giờ cây lớn rồi, tính 250. Còn 5 chậu. Cát tím Huế này. Cát tím Huế còn một chậu, đợt trước 130 giờ bán 70.000. Đang lên mầm nhé các bác nhé. Tím Huế này, nó hơi teo thân một tí đây, đang lên mầm này. Đây là cát vàng cánh lửa. Loại này 150, giống này nó đắt. Giờ bán 100, vàng cánh lửa bán 100. Tím Huế còn 2 chậu này bán 70.000 này các bác này. Đó. Bác là tranh thủ mua về làm giống này. Đây cát vàng cánh lửa này bán 100 này. Loại vàng cánh lửa này em nhập giống nó cao rồi. Đây Hoàng Phi Hạc, cái lô Hoàng Phi Hạc về đẹp chưa? Đấy bác nào lấy cái chậu đen rũ mặt đen này, đang lên nhiều mầm này, có 170.000 này. Ôi trời ơi, đẹp thế. Mầm lên thì tút tủa luôn. Kiều Lộc Bắc nhá. Đây những chậu Kiều Lộc Bắc này em đang sale cho mọi người. Từ 250 đến 280.000 một chậu. Những chậu to đẹp như này 280. Chậu to này là 330, giờ bán 280 này. Đấy 280 một chậu to. Còn những chậu ít thân hơn thì bắn 150, à quên 250 thôi. Kiểu là Bắc Lâm Đồng. Hoàng Lạp. Những chậu Hoàng Lạp này em bán là 130.000 một chậu. 180 giờ sale cho mọi người 130.
Đợt này là dọn hết chỗ đoạn vườn này cho nó gọn gàng. À có cả vũ nữ củ tỏi này. Úi dồi ôi, bụi to nhiều thân thế không biết. 140 thôi. Thanh lý 140. Đây trâu ngọc trai đen này. Hàng hiện tại như là cũng đang nụ. Nhiều cây đang nụ phết. 150 ngọc trai đen. 180 còn 150. Cây ngọc trai đen đó mọi người này, cây to lắm nhá. 180 cây đấy ạ. Giờ 150 thôi. Tiếp theo đó chính là giáng hương samurai. 160.000. Một bụi hoa thơm, cái này thơm nức mũi ấy. Đây có một bảng trầm trắng này, chơi vơ một bảng này. 70.000, trầm trắng này là 130 một bảng, giờ bán 70.000. Có một bảng trầm trắng đấy. Năm cành trắng họng hồng 220.000 một chậu, siêu nhiều thân. Còn chậu ít thân tầm 6 thân này thì em bán 180, còn đâu chậu nhiều thân 220. Chuỗi ngọc 150.000 đồng, à quên 170.000 nhé, xin lỗi. 200.000 giờ sale còn 170. Đây là chuỗi ngọc này, thuần sẵn rồi. Về chỉ việc treo mà chơi thôi. Hoàng thảo săn lây 100.000 một chậu. Hoàng tử áo đỏ 160.000 đồng một chậu. Hoa phân nhánh rất là đẹp. Đây có hai chậu Burana chậu to này. Chậu to này bán 200. Giá cũ 208, nó hết hoa rồi em bán 200. Cát bảy sắc cầu vồng 150.000. Cái này là nó bị cháy lá nhá. Bây giờ đang lên mầm. 200.000 giờ sale còn 150.000. Bảy sắc cầu vồng. Đây châu Thái đằng trước rất là nhiều. À quên, còn có giả hạc Pháp này. Giả Pháp này thì em bán là 100 mấy nhỉ? 170.000. À 180.000 một giò. 180 một giò giả hạc Pháp. Năm cánh trắng Phú Thọ, hàng size to, chiều cao bằng dài bằng hai gang tay. Chiều dài bằng hai gang tay thì em bán 150.000 thôi. 150. Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố có cái bảng này để làm giống này, 130.000. Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố. Có cái bảng Hạc Vĩ Đà Lạt này thì em bán là 100.000. Hạc Vĩ Đà Lạt Lâm Đồng. Hibiki. Hibiki 70.000 đồng một giò. Ôi trời ơi, nhiều hàng quá. Đặt vừa rồi chỗ nó chật thành ra là mỗi chỗ treo một tí. Đây cái dendro vàng mắt đen này em đang bán là 170 đến hơn 200.000 một giò nhá. 170.000 chậu từ 2 thân. Chậu 3 4 thân thì từ 200 đến 220, còn có chậu nhiều thân nhất là chậu 6 7 thân này này thì là 350, cái loại chậu nan nhựa này 350. Dendro vàng kim cương này là đang cái thời điểm mùa vụ là thắt ngọn để chơi hoa. Cái lô này là lô chơi hoa năm nay. Châu như lưới bẹt ạ, à, những bảng nhiều thân như vậy em bán 120 một bảng này. Bắt đầu lấy một cặp là 200.000 một cặp châu như bẹt, còn 6 bảng. Và cuối cùng là pen soda xưa. Pen soda xưa thì nhà em có phân thành từng chậu. Cái pen soda xưa này là size to, cái loại size nhỏ này. Đây tiện đây so sánh cho mọi người cái loại 80.000 nhá. Pen này là pen 80. Và pen này là pen chậu nhiều thân hơn. Đấy, 80.000 mà cái loại chậu này chậu to, ít nhất là cái số lượng thân nó rất là nhiều rồi. Và thứ hai là cây nó to trưởng thành hơn. Ví dụ chậu P này, P13, pen soda xưa, 1.270.000. Và đây là 80.000. Đó, nó phải gấp 4 lần. Mà cây nó cao hơn, 270 P13. Tiếp theo là P2 pen soda xưa, 270.000. Pen này thì hoa cực kỳ là thơm. P16 pen soda xưa, 220.000. Đây chậu này nhiều thân thì lấy chậu này cũng được. P7 pen soda xưa, 208. Đây các bác thấy cái mắt nụ nó đang sưng này các bác này. Mắt nụ này chỉ cần bôi duy đỏ phát từ giờ đến Tết là chơi hoa. Cái hàng này chơi hoa Tết ấy. Em lấy lô này lô chơi Tết. P4 pen soda xưa 270. Này một bụi lùm 270.000. Cái lá là vàng các bác cắt đi nhá. Chậu này không có tên. Chậu này không tên rất là đẹp, 290. Mầm tơ lên nhiều quá. Đẹp. Chậu này cũng không tên à. Thôi, chậu nào không tên thì bỏ qua đi. P19 pen soda xưa 230. Chậu 230 này cũng nhiều thân này. P14 pen soda xưa 280.000. Các bác lấy chậu to này, em khẳng định các bác là cho sang chậu to nó có giá hơn rất là nhiều. P5 pen soda xưa 250. Chậu này một số lá nó bị vận chuyển, nó bị vàng lá nhé các bác nhé. Các bác ngắt đi. Đây những cái thân này đang mắt nụ đang sưng này. Đấy mắt nụ đang sưng. P18 pen soda xưa 220. P10 pen soda xưa 260.000. Đây là những cái chậu pen, pen xưa, pen soda xưa. Và dendro nhà em thì về liên tục nhé các bác nhé. Các bác đặt hàng thì các bác cứ inbox và theo dõi kênh Lan Rừng Hoàng Nhung. Nhà em thì đăng hàng ngày và có thể livestream vào buổi tối ạ. Sau đây thì em xin phép kết thúc clip và nhận đơn hàng các bác trong phiên ngày hôm nay. Cực kỳ là nhiều mặt hàng đang giảm giá nhất sale nhé.
Và các bác ủng hộ em thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để chốt đơn hàng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.